Sư phụ, nhân duyên muốn giành bắp rang của con. Nhân duyên à, không được giành bắp rang của A Bố. Sư phụ, con đã cho nhân duyên hai bắp rang rồi, nhưng nó vẫn cứ giành của con nữa. Hơn nữa nó chỉ là một chú chó, cũng không phải là bạn tốt gì. A Bố à, nhân duyên vì quá báo đời trước nên mới làm thân xuất sanh. Hiện tại mặc dù không giống với chúng ta, nhưng về bản tánh mà nói thì bình đẳng với chúng ta không có gì khác cả. Cho nên chúng ta không được xem thường nó, mà phải học cách đối xử tốt với tất cả các loài động vật. Hơn nữa, một số động vật cũng có tinh thần Bồ Tát khiến cho loài người chúng ta phải tôn kính. Trong những câu chuyện tiền thân của Đức Phật có ghi lại rằng có một lần Bồ Tát chuyển thân sanh là một chú voi lớn. Ngài cư ngụ trong một khu rừng xanh bát ngát. Ở nơi đó cách khu rừng không xa có một hồ nước sâu không thể đo lường được. Bốn phía xung quanh hồ nước lại là một sa mạc lớn không có cỏ cây. Trong sa mạc ngay cả bóng chim cũng không có, cũng hiếm khi thấy con người. Thế là khu rừng này trở thành một nơi mà các động vật sống tự do vui vẻ. Có một ngày, chú voi đang đi dạo ở phía khu rừng, bỗng nhiên nghe thấy không xa ở phía sa mạc truyền đến tiếng của con người. Ủa, tại sao lại có tiếng nói của con người thế này? Ai, không được nữa rồi, tôi đi không được nữa rồi, đông vậy, ai, tôi cũng không được nữa. Tiếng nói của họ sao mà yếu ớt bi thương thế này? Những người này không bị lạc đường thì là những tội phạm bị quốc vương đuổi đi, ta nên đi xem xét mới được. Thế rồi chú voi vội vàng chạy về phía sa mạc. Sau khi đến sa mạc, quả nhiên nhìn thấy một đoàn người bước đi những bước mệt nhọc, đang đi hướng về khu rừng. Hey, mọi người xem kìa, phía trước có cây cỏ, nhất định sẽ có nguồn nước, có chim bay thú chạy thì sẽ có cái để ăn. Mọi người cố lên chút nữa đi. Đám người này nhìn thấy khu rừng phía trước đều lấy lại tinh thần, cố gắng dìu nhau đi, khích lệ lẫn nhau, mong là có thể nhanh chóng đến được nơi đó. Nhìn thấy khu rừng càng ngày càng gần, bỗng nhiên một chú voi lớn xuất hiện trước mặt họ. Đừng sợ, ta sẽ không hại các ngươi đâu. Các ngươi vì sao lại đến nơi hoang mạc không có bóng người như thế này? Voi chúa đại từ đại bi, chúng tôi bởi vì mạo phạm quốc vương nên bị đẩy đến nơi sa mạc rộng lớn không biên địa này, vừa mệt vừa khát, thật là đã đi đến đường cùng rồi. Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Chúng tôi vốn có 1.000 người, nhưng khi đi đường đã bị đói rét bức bách, đói chết hoặc bệnh chết cũng khoảng 200 đến 300 người rồi. Những người này đã đói khát mệt nhọc như thế này, nhưng vừa qua sa mạc còn phải đi mấy chục dặm đường nữa, vừa thiếu nước lại vừa thiếu lương thực, làm sao mà có thể đi được chứ? Nếu như để bọn họ sống qua khu rừng này, như vậy thì ăn gì đây? Mọi người đừng vội mất hy vọng. Dưới chân núi này có một hồ nước lớn nở rất nhiều hoa sen. Mọi người có thể thuận theo con đường này đi đến nơi đó uống nước, tránh nắng, hồi phục sức khỏe. Dưới chân núi có một chú voi lớn mới ngã chết. Mọi người có thể ăn thịt của nó cho đỡ đói, dùng ruột của nó đựng nước. Như vậy mọi người có thể thuận lợi vượt ra khỏi sa mạc. Nghe theo lời của voi chúa, mọi người đều vui vẻ hoan hô, sau đó khập khiễng đi về phía hồ nước. Nhưng mà chú voi lớn đang men theo con đường mòn chạy một mạch lên đỉnh núi và hướng lên trời cầu khẩn, vì để giúp những người đang cận kề cái chết, ta nguyện hy sinh thân thể của ta. Voi chúa nói xong bèn nhảy từ trên đỉnh núi xuống, chết ngã ở dưới chân núi. Còn đám người này nhờ sự chỉ dẫn của voi chúa đều lấy lại tinh thần, đi đến bờ hồ, nhìn thấy hồ nước trong suốt bèn vui vẻ uống thỏa thích. Nghỉ ngơi một lúc sau, quả nhiên tìm thấy chú voi chúa vừa mới chết. Mọi người nhìn này, con voi này hình như là voi chúa mà chúng ta vừa mới gặp lúc nãy. Ồ, với tiếng hét lúc nãy ở trên là tiếng kêu của voi chúa ngã xuống. Voi chúa vì cứu chúng ta hy sinh đi mạng quý báu của mình. Hey, chúng ta làm sao nhẫn tâm ăn thịt voi chúa chứ? Đúng rồi, chúng ta nên ăn táng cho voi chúa để báo đáp ân tình của người. Đúng vậy, đúng vậy. Voi chúa thật từ bi, người thật vĩ đại. À.
Các vị, hãy lắng nghe tôi nói một câu. Sự việc đã như thế này rồi, buồn bã cũng không có tác dụng gì. Tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành di nguyện của voi chúa đi, làm theo sự an bài của người. Nếu không, hành động dũng cảm hy sinh của voi chúa sẽ không có ý nghĩa nữa rồi. Nghe xong lời của mấy người này, mọi người bèn nén nỗi đau thương, làm theo sự căn dặn của voi chúa, cuối cùng vượt qua sa mạc một cách thuận lợi. À bố à, các con đang làm gì vậy? À, sư phụ à, à bố đang tập bố thí. Người một hạt, ta một hạt, người một hạt, ta một hạt, người một hạt, ta một hạt. Trần luân phổ miên chú hậu hoa chú sân, chán hủy tử sân tỏa ye trọng, Bù kiến rú lại chín sơ sơ. Rèn sân nán đơ chín y đơ, Phô phá nán vần chín y vần. Sư sân bù xiang chín sân bù, Ngân đại hơ sân bù cử. Nam mô.
Mô A Di Đà Phật.